Bích Phượng xin cảm ơn quý vị dẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chào Washington với Thanh Trúc. Thanh Trúc và chương trình chào Washington DC xin kính chào tái ngộ quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay nhân dịp viện chủ của chùa Giác Sơn ở Vùng Laurel, tiểu bang Maryland là thầy Thích Trúc Đại ghé qua phòng thu hình của chúng tôi Để chia sẻ cùng với quý vị về lễ hội quán âm Và đặc biệt là hội trợ hội ẩm thực chay ở tại chùa Giác Sơn Thì chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý vị Và trước hết thì xin kính chào thầy Trúc Đại dạ. Kính chào chị Thanh Trúc, kính bạch chư tôn Đức Tăng Ni À, kính thưa tất cả quý vị đồng hương Phật tử xa gần và xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả của đài FPTN à, kính chúc quý vị một ngày an lành vâng à, kính thưa thầy thích chúc đại thanh chúc được à, nghe nói là à, lễ hội quan âm lần thứ hai và hội trợ ẩm thực chay đó lần này thì lại có cái đặc biệt là có hội trợ ẩm thực chay nữa sẽ được diễn ra tại chùa giác sơn vào ngày thứ bảy 30 tháng 3 và ngày chủ nhật 31 tháng 3 vậy thì xin thầy có thể chia sẻ về cái dịp lễ này ở tại dạ, chùa dạ vâng dạ cảm ơn vị thanh trúc là thưa tất cả các vị chúng ta đều biết rằng Bồ Tát Quan Thế Âm là một vị Bồ Tát lớn trong Đại thừa Phật giáo cái hình ảnh của ngài là biểu trưng cho cái ánh sáng tệ giác và cái tình thương từ bi rộng lớn à, cho nên ngài được xem như là người mẹ hiền của tất cả chúng sinh à, và cái năng lượng từ bi của ngài đó là một chất liệu rất cần thiết à, cho cuộc đời À, qua đó à, mà chúng tôi muốn tổ chức cái lễ hội quan âm thông qua đó cái lễ hội này à, cũng là cầu nguyện à, cho những người đã nằm xuống cho lý tưởng tự do cũng như tất cả các hương linh à, nương nhờ cái năng lượng cầu nguyện này mà siêu sanh về cõi an lành à, chính vì thế mà à, chùa giác sơn à, phát nguyện mỗi năm à, đều tổ chức cái lễ hội quan âm à, vào cái dịp cuối tháng 3 cũng là cái mùa hoa đào của thủ đô Hoa Thành Đống để cho tất cả mọi người cùng về thứ nhất là để hành hương và thứ hai là để cầu nguyện và gửi năng lượng lành chính vì vậy mà chúng tôi tổ chức cái lễ hội quân Âm vào trong ngày 30 và 31 tháng 3. Dạ. À, một <laughs> câu hỏi nhỏ trước khi tiếp tục chương trình là kính thưa thầy Trúc Đại, yeah. chùa Giác Sơn đó đã bắt đầu thành lập và hoạt động từ năm nào ở Laurel Maryland và chùa tọa lạc ở đâu ạ? Dạ thưa tất cả quý vị là chùa Giác Sơn được thành lập vào cuối của năm 2014 à nằm ở Loro là một cái gần cái sân bay của Baltimore. thành ra cái chùa thì còn rất nhỏ nhưng mà có những cái cái chương trình hoạt động trong suốt một năm, có những cái event, thí dụ như là cái event của Tết Phật tử về rất là đông. và lễ hội Quan Âm rồi Phật đảng, cũng như Vu Lan và Tết Trung thu cho các em nhỏ xuyên à, suốt trong một năm luôn luôn có những cái event như vậy. Dạ, yeah. à, Thanh Trúc được biết là lễ hội ừ. quan âm lần thứ hai năm nay đó thì ừ. có à, thầy có mời được à, những người ở xa về những ừ. người để mà trình diễn à, văn nghệ cho à, phật tử à, có thể là được à, giải trí và được à, thưởng thức đó thì thầy có thể nói rõ về điều này. Yeah. À, thưa tất cả quý vị trong cái à, lễ hội quan âm lần thứ hai này á, thì à, chúng tôi có hai phần, cái phần thứ nhất là vấn đề tín ngưỡng của tâm linh thì trong đó có cái khóa tu của tuổi trẻ được sự hướng dẫn của quý thầy quý sư cô từ các nơi về để hướng dẫn cho các em ngồi vấn đề thực tập về thiền học giảm cái stress trong đời sống của các em cũng như dạy các em về cái đạo đức làm người hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên mà cái gốc rễ của người Việt Nam mình luôn luôn truyền trao và tiếp nữa là có những cái khóa tu cho người lớn À, hành trì về vấn đề tu tập cũng như ngồi cái buổi thiết pháp ra của chư tôn đức à, hòa thượng thường Tòa, các nơi về thì lần này có cái buổi chia sẻ phật pháp với cái chủ đề là đạo phật với cuộc đời mà vị khách mời cho lần này tức là sư cô liên hoa và sư cô bích liên thì các vị cũng đã biết và đó là cái phần tín ngưỡng tâm linh à, cùng và thắp nến cầu nguyện à, một cái đêm hồi rất là thiêng liêng và qua thông qua cái cái lễ tín ngưỡng đó một cái phần hai nữa tức là dân gian thì uh, trong cái tâm niệm của người công phật cũng như cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm tức là muốn đem cái từ bi vào trong cuộc đời thành ra chúng tôi tổ chức cái lễ hội ẩm thực chay để cho mọi người thứ nhất là cái chiên được ăn chay À, thứ hai là để mình gửi cái năng lượng từ tâm đến tất cả chúng sinh nhưng mà đặc biệt là trong cái hội chờ ẩm thực chay thì rất nhiều muốn chay rất nhiều cái gian hàng của phật tử chùa giác sơn cũng như các vị ở các nơi khác về phục vụ cho cái lễ hội thì đây là cái cái chương trình trong hai ngày cũng như là cái mục đích mà chúng tôi tổ chức cái lễ hội quan âm dạ và thanh trúc cũng đã thấy như thưa quý vị đây là cái poster nói về lễ hội quan âm lần thứ hai và hội Ẩm thực chay ở tại chùa Giác Sơn vào ngày 30 và 31 tháng 3 này. À, kính thưa thầy Trúc đại. Thanh trúc à, xin được phép à, của thầy để nhắc lại là à, cùng với quý vị là thưa quý vị địa chỉ của chùa Giác Sơn là 11801 Laurel ở Bowie Road ở vùng Laurel và tiểu bang Maryland 20708 phải không ạ? Dạ, Thanh trúc còn được <laughs> biết là um, ngoài cái việc mà hoàng pháp cũng như là tổ chức những cái à, dịp để mà Phật tử được đến tu học cũng như là được an dưỡng ở tại chùa và dạ, chùa Giác Sơn thì à, thầy còn có một cái tâm nguyện là sẽ à, làm sao mà có được cái khu vườn tâm linh Quan Âm ở chùa Giác Sơn thì xin thầy trình bày. Dạ vâng thưa tất cả các vị như chút, lúc nãy chúng tôi nói Bồ Tát Quan Âm là biểu tượng của cái tình thương rộng lớn và cái ánh sáng tệ giác vì vậy mà trong chúng tôi luôn thao thức để xây dựng một cái khu vườn tâm linh quan thêm Bồ Tát, một cái khu vườn lớn để cho tất cả mọi người có cái cơ hội về đây ngồi cái vấn đề chúng ta lễ lạy và chúng ta còn thực tập theo cái hạnh từ bi của ngài, cái hạnh bao dung hủy xá của ngài để từ những cái cái vấn đề thực tập đó con người chúng ta có thể chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau để mình sống đời hạnh phúc và nhân muốn có được cái đời sống như vậy, muốn có được cái cái hướng đi như vậy thì chúng ta cần phải có biểu tượng. Thành ra chúng tôi muốn thiết lập một cái khu vườn tâm linh Quan Âm à, trong một cái khuôn viên mà hiện tại chùa đang xúc tiến về vấn đề giấy phép. À, thì khi mà có giấy phép thì chúng tôi sẽ bắt đầu làm cái chương trình này. À, thành ra cũng à, rất mong quý vị à, gia tâm cầu nguyện cho cái công trình được thành tựu viên mãn. Dạ, um, xin cảm ơn thầy Thích Trúc Đại của chùa Giác Sơn đã đến phòng thu hình của chúng tôi để chia sẻ cùng với mọi người uh, mà quan trọng về là về lễ hội Quan Âm lần thứ hai cũng như là uh, hội trợ ẩm thực chay vào ngày thứ bảy 30 và ngày chủ nhật 31 tháng 3 uh, năm 2019 này uh, xin mời quý vị hãy ghé đến chùa Giác Sơn một lần nữa Thanh Trúc xin cảm ơn thời gian dạ của thầy Trúc uh, Đại và xin kính chúc thầy được uh, bình an sức khỏe. Dạ, xin một lần nữa cảm ơn uh, chị Thanh Trúc À, và cảm ơn à, tất cả quý vị khán thính giả của Đài PTN à, và tất cả quý đồng hương Phật tử từ khắp nơi à, một lần nữa xin cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta à, được sống bình yên và hạnh phúc à, và luôn luôn à, có được cái niềm vui an lạc trong cuộc đời này nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Kính thưa quý vị, chương trình Bản tin Hoa Thành Đốn đến đây xin tạm ngưng. Kính mời quý vị đón xem Bản tin Hoa Thành Đốn vào lúc 8 giờ tối Hoa Thịnh Đốn từ thứ hai đến thứ sáu trên SPTN. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC at sptn.tv. Bích Phượng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân yêu và gia đình. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân quê hương do VATV và SPTNDC thực hiện. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019, tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042, với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703 992 8128. Nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703 534 1657. Nova Pharmacy, điện thoại số 703 538 5555. Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703 534 4525. Brother Auto Services, điện thoại số 703 204 1233. Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703 Điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, Điện thoại số 703-339-9852, Bánh mì Ba Lẹ, Điện thoại số 703-876-9062, Amazon Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, Điện thoại số 703-237-5404, Mọi chi tiết xin liên lạc ung kim lâm 703-307-5001.